Nhủ lòng mình phải quên để bước tiếp. Một cuộc sống bên em không có anh, thế nhưng sao thật khó. Và em đã muộn mệt bước trên đường đời thiếu vắng anh. Có ai đang bước trên đường đời mà thiếu vắng anh không ạ? Có cảm thấy mình đang bị đau đớn, mình bị vật lộn với việc là thiếu tiếng Anh không? Sao em quên nổi những đêm dài, làm sao cho con tim đã mệt nhoài, chỉ mong tình đừng lại xa. Hãy giữ em bằng ý nghĩ về anh, cho tình mình hôn lúc say. Hãy gọi thầm tên nhau trong trong đầu ạ. Nỗi lòng của những ai học tiếng Anh chắc là có vẻ nó sẽ day dứt như việc là nghe bài hát Anh của Hồ Quỳnh Hương vậy, đúng không ạ? Nếu như mà một lần bạn thất bại, bạn sẽ cảm thấy rằng rất đau đớn, bạn không dám làm lại nó một lần nữa. Nếu bạn có một vết sẹo nào đó về việc học tiếng Anh, bị một ai đó nói rằng không thể học tiếng Anh đâu, mày làm sao mà học được tiếng Anh, đến tao còn không học được cái này, nó trở thành một cái vết sẹo, cái tư duy, một cái tâm lý của bạn. Từ đó bạn bị một cái gọi là cái gì nhỉ, cái mặc cảm nói rằng với tôi, như kiểu bị tự kỷ ám thị rằng mình không thể học được tiếng Anh. Nhưng mà thực sự là người khác sẽ không thể giúp được bạn đâu, chỉ có bạn mới bước được ra khỏi cái căn phòng đấy thôi, không ai có thể bước bạn được đâu. Giữa bóng tối tôi đang cô đơn, tôi đang bơ vơ. Chỉ có bạn có thể giúp bạn bước ra khỏi cái căn phòng đấy, không ai ngoài bạn cả. Dù là người khác có nói rằng lý do của bạn là như thế này, bây giờ mày phải đi ra ngoài, mày nói thế này đi, nếu mà không học tiếng Anh thì sẽ thế này thế kia. Nhưng mà bạn biết được điều đó nhưng bạn không hành động, và bạn không làm thì không có ai có thể giúp được bạn. Trừ khi rằng có một người nào đó cực kỳ vĩ đại, họ đến họ lôi bạn đi, bạn nó bốc bạn đến câu lạc bộ tiếng Anh, bốc bạn đến một cái trung tâm học tiếng Anh, yêu cầu mày không học thì tao giết mày. Ok, có thể bạn sẽ học, nhưng mà chỉ có thể là hành động thôi. Nếu như bạn rơi vào cái cảm xúc tiêu cực đến tận cùng á, thì có thể bạn chấp nhận cái chết, bạn không học tiếng Anh nữa. Nghe thì rất là kinh khủng, nhưng mà đó là cái vận hành tâm lý rất là bình thường thôi. Nên là nếu như bạn không học tiếng Anh nhưng cuộc sống bạn vẫn vui thì đó là chuyện bình thường. Rất nhiều người không học tiếng Anh ngoài kia, chẳng có chuyện gì xảy ra cả, lương vẫn cao, cuộc sống vẫn vui. Nhưng nếu như họ có được tiếng Anh thì đôi khi là nó sẽ được rất nhiều cơ hội nữa, đúng không ạ? Đó, bởi vì đó là sự lựa chọn của bạn. Nếu như bạn chọn vui bây giờ thì bạn không có tiếng Anh. Nếu như bạn chấp nhận với cuộc sống hiện tại thì bạn không có nữa nó nữa, thế thôi. Nếu như bạn muốn đi du lịch thuê phiên dịch viên, ok, rất là tuyệt vời luôn, không sao cả. Đó là lựa chọn của bạn. Nhưng nếu có được nó thì bạn tự do hơn, tự do sử dụng ngôn ngữ là một cách thể hiện sự tự do của bản thân mình. Mình không phải phụ thuộc cái gì nữa. Ví dụ như bây giờ Trang phải đeo kính này, bỏ kính ra, bây giờ mình còn chẳng nhìn thấy mặt mình ở trong cái màn hình điện thoại nó như thế nào luôn. Là mình phải phụ thuộc vào kính mình mới nhìn được cái khuôn mặt khả ái của mình. Ok, mình mới tự tin mình thể hiện cái cảm xúc của mình. Còn không, mình sẽ bị lệ thuộc cái kính này. Chính xác, bây giờ mình bị lệ thuộc là mình không còn tự do, đôi mắt mình không còn tự do nữa. Nên khi mình có được cái gì ở trong tay của mình làm chủ được nó thì mình tự do vậy thôi. Vậy thì bạn lựa chọn, đó là sự lựa chọn của bạn. Bạn muốn phụ thuộc vào cái gì thì bạn chấp nhận không làm nó và bạn đi thuê hoặc nhờ một ai đó. Túm lại là việc học là của bạn, việc sở hữu một cái kỹ năng nào đó là của bạn. Bạn có quyết tâm làm nó hay không là của bạn. Thời gian là của bạn, nguồn lực là của bạn, tiền là của bạn, tất cả mọi thứ đều là của bạn. Thì đó là quyết định của bạn mà thôi, sẽ không có một ai có thể giúp bạn được. Thì thôi anh nhé, đừng ai nấy đi. Ok, thank you for watching, goodbye.